đang nghĩ đến cô gái nào đầu tiên trong đầu bạn? 3, 2, 1, trả lời. Ai? Diệu Nhi. Diệu Nhi á? Nhìn lại hành trình 7 năm của anh Tú Diệu Nhi, từ tránh mặt truyền thông ai cũng biết đến đám cưới rình rang cả nước hay. Tại thời điểm này còn gì hot hơn siêu đám cưới của Nhi Nhà Bé và Tú Tây Hồ nữa đâu. Để có được ngày hôm nay, cặp đôi đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Anh Tú và Diệu Nhi quen nhau khi hoạt động chung ở sân khấu Thế Giới Trẻ năm 2015. Cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm và công khai hẹn hò sau đó. Nếu như anh Tú có vẻ ngoài điển trai công tử thì Diệu Nhi gây ấn tượng với sự hoạt bát, vui tươi và duyên dáng. Thời điểm năm 2016-2017, anh Tú và Diệu Nhi thường xuyên công khai mối quan hệ lãng mạn của mình trên mạng xã hội. Không ngại phát công cuốn cho khán giả, bẵng đi một thời gian, cặp đôi hạn chế nhắc tới chuyện yêu đương. Thời điểm ấy xuất hiện nhiều tin đồn cả hai đã đường ai nấy đi sau hơn 2 năm hẹn hò. Và phía cả hai cũng không ai lên tiếng phủ nhận hay xác nhận một điều gì cả. Chỉ có Diệu Nhi từng giải thích việc cô và bạn trai hiếm khi nhắc về nhau là do lo sợ công chúng chú ý chuyện đời tư nhiều hơn công việc. Mới ngày nào năm ngoái, dân tình còn tóm sống được khoảnh khắc anh Tú đưa Diệu Nhi đi khám thai. Liệu hôn lễ ngày hôm nay có sự xuất hiện của thiên thần nhí nào không?